Ngày 26 tháng 9 năm 2021, tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 về 184 ca COVID-19 tử vong, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Việt Nam kể từ đầu dịch lên 18.584 ca. 184 ca tử vong được ghi nhận tại 12 tỉnh thành phố gồm: tại Thành phố Hồ Chí Minh 131 ca, tại Bình Dương 26 ca, tại Đồng Nai 9 ca, tại Long An 4 ca, tại An Giang 4 ca, tại Tây Ninh 2 ca, tại Kiên Giang 2 ca, tại Tiền Giang 2 ca, tại Đà Nẵng 1 ca, tại Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca, tại Nghệ An 1 ca, tại Quảng Ngãi 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 213 ca một ngày. Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.584 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn so với tỷ lệ tử vong 2,1% trên thế giới. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.